Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975, chiến dịch then chốt và có tính quyết định trong chiến cuộc năm 1975 trên chiến trường của quân đội nhân dân Việt Nam. Chiến dịch này cũng đánh dấu những sai lầm mang tính hệ thống trong những chiến lược về phối trí lực lượng của giới cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn thông tin về những đơn vị chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia chiến dịch then chốt này. Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, với mật danh chiến dịch 275, là chiến dịch mở đầu cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, do quân giải phóng miền Nam Việt Nam phát động tấn công. Với cuộc tiến công của phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 1975 vào Buôn Ma Thuột, cánh nam của quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị sụp đổ. Những nỗ lực tái chiếm Buôn Ma Thuột của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong các trận phản công ngày 11 và 13 tháng 3 đều thất bại. Mất bình tĩnh sau các thất bại dồn dập ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, kiêm luôn Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã có một bước đi hết sức sai lầm khi quyết định rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên để về giữ miền Duyên Hải Trung Bộ. Việc rút quân tiến hành rất kém, nên chỉ ba ngày sau đó, hầu như toàn bộ quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với 60.000 quân đã bị tiêu diệt đầu hàng hoặc tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên con đường số 7. Chiến dịch này đã tạo nên một lỗ hổng rất lớn trong tuyến phòng thủ quân sự của quân lực Việt Nam Cộng hòa tại địa bàn quân khu 2, quân đoàn 2 Ngụy. Chiến dịch này mở đầu cho những thất bại quân sự khó có thể cứu vãn nổi của quân lực Việt Nam Cộng hòa, cùng với những sai lầm có tính chiến lược trong phương án và cách thức điều quân, phối trí lại lực lượng của các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng hòa mà đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chiến dịch này đã tạo nên những đột biến lớn trên chiến trường mở đầu cho sự thất bại và tan giã toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Chỉ trong 55 ngày mùa xuân năm 1975, dẫn đến sự kết thúc chiến tranh Việt Nam diễn ra từ năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tái thống nhất Việt Nam sau 21 năm bị chia cắt. Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam tham chiến tại mặt trận Tây Nguyên tháng 3 năm 1975 ban đầu được đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, mật danh 275, trên cơ sở tổ chức lại Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên B3 trước đây. Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh được thành lập do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, Nguyên Cục trưởng Cục tác chiến và các Đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm phó tư lệnh, Đại tá Phí Triệu Hàm làm phó chính ủy, Đại tá Hồ Đệ làm tham mưu trưởng quân đoàn kiêm sư trưởng sư 10, sau làm phó tư lệnh quân đoàn 3. Với tầm quan trọng của chiến dịch này, phía quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng những sư đoàn chủ lực thiện chiến cho đòn đánh quyết định vào chiến trường Tây Nguyên với sự góp mặt của các sư đoàn chủ lực gồm Sư đoàn 2 Quảng Đà Còn gọi là Sư đoàn 2 Thép, thời chiến tranh Việt Nam là Sư đoàn Bộ Binh Cơ động nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam được phong tặng danh hiệu anh hùng. Sự hình thành của sư đoàn giữa năm 1965 quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng và chạm trán với những đơn vị chủ lực đầu tiên của quân giải phóng miền Nam. Nhiều trung đoàn giải phóng quân thống nhất lại thành những sư đoàn hoàn chỉnh. Sư đoàn 2 Quảng Đà được thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1965 ở làng An Lâm, xã Phước Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, trên cơ sở trung đoàn 1 ở Quảng Nam, Quảng Ngãi trung đoàn 21 của miền Bắc và bổ sung thêm tiểu đoàn 70 bộ binh, tiểu đoàn 12 pháo cối, tiểu đoàn 14 súng máy phòng không. Sư đoàn trưởng đầu tiên là Nguyễn Năng, sư đoàn phó đầu tiên là Lê Hữu Chữ, chính ủy đầu tiên là Nguyễn Minh Đức. Trung đoàn một trung đoàn 3 ra thành lập năm 1963, từ những cơ sở của E-108 đại đoàn 305 cũ, cùng lực lượng vũ trang Quảng Đà. Sau chiến thắng 3 ra, tên này được đặt cho trung đoàn 1. Trung đoàn là trụ cột đội hình sư đoàn 2 trong cả cuộc chiến. Trung đoàn 21 thành lập tháng 4 năm 1965, với hầu hết lính Hải Hưng và Hà Bắc, hành quân vào Nam tháng 7 tháng 1965, rồi tham gia thành lập sư đoàn 2. Trong chiến tranh, Trung đoàn 21 được biên chế thêm những cán bộ, chiến sĩ người địa phương gốc từ Quảng Đà đến Phú Khánh. Sau một thời gian chiến đấu, sư đoàn 2 nhận thêm Trung đoàn 31, Nguyên là trung đoàn 64 sư đoàn 320 vào năm 1966. Sư đoàn 2 đã giao chiến với quân đội Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa và cả quân đồng minh tham gia tấn công Xuân Mậu Thân 1968. Một số trung đoàn thành phần được thuyên chuyển qua lại giữa các sư đoàn 2 và sư đoàn 3. Do những khó khăn về tiếp tế, sư 3 bị giải thể tạm thời. Năm 1970, sư đoàn 2 rút sang Lào củng cố và chiến đấu ở đó. Nguyễn Trơn được cử làm sư đoàn trưởng và được phong anh hùng quân đội khi đảm nhiệm cương vị này. Sư đoàn 2 đã tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971. Thời gian sau, sư đoàn mạnh lên và về lại chiến trường Tây Nguyên. Trung đoàn 141 của sư đoàn 312 hành quân vào Nam thay thế cho trung đoàn 21 từ năm 1970. Từ tháng 6 năm 1971 đến 6 năm 1973, trung đoàn 21 rời sư đoàn 2, tăng cường đội hình cho sư đoàn 3. Năm 1972, Sư đoàn 2 được tăng cường Trung đoàn 52, Trung đoàn Tây Tiến tham gia chiến dịch Tây Nguyên. Trung đoàn đã có một số thắng lợi hạn chế, nhưng lực lượng tổn thất khá nặng và phải củng cố lại. Sau 1973, Trung đoàn 141 rời Sư đoàn 2 để di chuyển sâu vào Bình Định, tăng cường cho đội hình Sư đoàn 3 sao vàng, còn Trung đoàn 31 về lại Sư đoàn 2 từ tháng 6 năm 1973. Sau đó, đến lượt trung đoàn 36 sư đoàn 308 vào khu 5 tăng cường cho mặt trận. Trước đó, năm 1969 trung đoàn này tạm giải tán, rồi tập trung lại vào tháng 10 năm 1974, tăng cường cho sư đoàn 2. Sau năm 1973, sư đoàn 2 có thể đứng vững chắc trên địa bàn miền Trung. Các đơn vị pháo thống nhất thành trung đoàn pháo binh 368 vào tháng 10 năm 1974 thuộc đội hình sư đoàn 2. Năm 1975, sư đoàn 2 với đội hình gồm các trung đoàn bộ binh 1, 31, 36, 38 tiến công nông sơn Thượng Đức rồi tạm phối thuộc cho quân đoàn 3. Khi quân đoàn 3 hành quân xuống Nam Bộ, sư đoàn 2 ở lại quân khu 5. Sư đoàn 10 Đắc Tô Sư đoàn 10 bộ binh là một sư đoàn bộ binh thuộc quân đoàn 3, quân đội nhân dân Việt Nam. Hầu hết tân binh hàng năm của sư đoàn là cư dân của hai địa phương là Đà Nẵng và Bình Định. Hiện nay sư đoàn 10 đóng tại tỉnh Con Tum tiền thân của sư đoàn là các trung đoàn chủ lực của mặt trận Tây Nguyên. Ngày 20 tháng 9 năm 1972, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập sư đoàn với sự chuẩn y của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh và Cơ quan Sư đoàn được hình thành từ Bộ Tư lệnh và Cơ quan Mặt trận Cánh Đông Tây Nguyên tại Đắc Tô Tân Cảnh chuyển thành, nên Sư đoàn 10 còn có tên là Đoàn Đắc Tô. Ban đầu, trong đội hình Sư đoàn 10 có 4 trung đoàn bộ binh, gồm trung đoàn 24, 28, 66 và 95. Cuối tháng 5 năm 1973, Bộ Tư lệnh sư đoàn có sự thay đổi, Nguyễn Đức Giá phó tham mưu trưởng mặt trận Tây Nguyên được cử giữ chức sư đoàn trưởng, thay Nguyễn Mạnh Quân, Lã Ngọc Châu được bổ nhiệm giữ chức chính ủy sư đoàn thay Đặng Vũ Hiệp. Trong chiến dịch Tây Nguyên, sư đoàn đã tấn công và hạ được căn cứ Đức Lập vào ngày 8 tháng 3 năm 1975, tiếp theo đó, từ 14 đến 18 tháng 3 năm 1975 Sư đoàn đã tiến công tiêu diệt lực lượng phản kích đổ bộ bằng trực thăng trên đường 21, Đông Bắc thị xã Buôn Ma Thuột của sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân 21 Việt Nam Cộng hòa, góp phần tạo nên bước ngoặt trong chiến tranh. Đây cũng là đơn vị của quân đoàn 3 chiếm được toàn tỉnh Khánh Hòa nhưng lại hành quân theo hướng khác theo đường 27 lên Đức Trọng sau đó xuôi đường 20 để vào miền Đông Nam Bộ, nhường hướng bờ biển cho quân đoàn 2. Cuối cùng ngoặt vào cửa ngõ phía Tây Sài Gòn. Sư đoàn 316 còn gọi là Sư đoàn Bông Lau, là Sư đoàn chủ lực của quân khu 2, quân đội nhân dân Việt Nam. Sư đoàn được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1951 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn từ sau thắng lợi của chiến dịch biên giới. Sư đoàn trưởng đầu tiên là tướng Lê Quảng Ba, chính ủy là Chu Huy Mân. Là một trong sáu sư đoàn bộ binh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, sư đoàn 316 có một bề dày truyền thống trong chiến đấu và chiến thắng tên tuổi của sư đoàn đã trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù trong suốt hai cuộc chiến tranh Đông Dương. Sở trường của sư đoàn 316 là đánh giặc những nơi rừng núi. Đội ngũ cán bộ và chiến sĩ gồm nhiều con em các dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Giao. Sư đoàn đã đánh thắng nhiều trận, tiêu diệt nhiều cứ điểm và nhiều đơn vị đối phương. Thành phần sư đoàn lúc đó chỉ gồm các trung đoàn 148 và 174, vì trung đoàn 316 đã được điều động vào tham chiến ở chiến trường miền Nam. Tại chiến trường Tây Nguyên, đoàn 316 đã giao tranh nhiều trận đánh ác liệt với quân đội Mỹ. Nổi tiếng nhất là tại cao điểm 875 trong chiến dịch Đắc Tô. Theo sự chỉ đạo của tướng Hoàng Minh Thảo, Trung đoàn 174 tham gia một trận đánh lữ dù độc lập số 173 Sky Soldiers khét tiếng của quân lực Hoa Kỳ, hạ 1.800 lính. Tên tuổi của Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 đã đi vào lịch sử lữ dù 173 Sky Soldiers như những trang hồi ức đẫm máu. Bi thiết nhất. Sư đoàn 320, còn gọi là sư đoàn Đồng bằng, là một sư đoàn chủ lực thuộc quân đoàn 3, quân đội nhân dân Việt Nam. Ban đầu có tên đại đoàn, thành lập từ trung đoàn 64, còn gọi là trung đoàn Quyết thắng và trung đoàn 48 còn gọi là trung đoàn Thăng Long. Chiến đấu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ do Pháp tạm chiếm, cùng các đơn vị khác. Đại đoàn 320 được bổ sung trung đoàn Tây Tiến ở Hòa Bình. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, trong khi tham gia chiến dịch 275, sư đoàn 320 được biên chế vào quân đoàn 3. Ngày 13 tháng 10 năm 1975, khi Bộ Tư lệnh Mặt trận phát hiện ý đồ của dịch định rút chạy khỏi Tây Nguyên theo đường số 7, sư đoàn đang đóng quân tại Thuần Mẫn, được lệnh cấp tốc hành quân băng rừng bằng mọi phương tiện, kể cả hành quân bộ đến các điểm chốt trên đường số 7 đoạn treo rèo, Cùng Sơn. Tại đây, sư 320A đã bố trí nhiều trận đánh phục kích, tập kích, Phối hợp với sư đoàn 10 và một bộ phận sư đoàn 316, xóa sổ hoàn toàn sư đoàn 22 và sư đoàn 23 ngụy, góp phần giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Sư đoàn 968 là một sư đoàn bộ binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28 tháng 6 năm 1968, với nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ tuyến hành lang phía Tây đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Đây là một trong những sư đoàn được nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978. Tháng 11 năm 1974, sư đoàn 968 thay chân sư đoàn 320 tại Tây Nguyên. Ngày 24, 26 và 28 tháng 2 năm 1975, trung đoàn 19 của sư đoàn 968 đánh các căn cứ Đồn Tầm, Chốt Mỹ, Thanh Bình, Thanh An trên đường 19 kéo dài đoạn hàm rồng đến Đức Cơ, chốt giữ trục đường này giữ chân trung đoàn 45 chủ lực của sư đoàn 23 ngụy và các liên đoàn biệt động quân Sài Gòn thực hiện nghi binh chiến dịch trong chiến dịch Tây Nguyên. Cuối tháng 3, giữa tháng 4 năm 1975 tiến vào Pleiku, Con Tum, đánh căn cứ Măng Giang, An Khê, Bình Khê dọc đường 19, tiến xuống đồng bằng đánh Bình Định, Phù Cát, Quy Nhơn, Cam Danh. Ngoài các sư đoàn chủ lực trên, chiến dịch còn có sự tham gia của các trung đoàn như các trung đoàn độc lập,

các trung đoàn 7 và 575. Thông tin, trung đoàn 29. Vận tải, một trung đoàn ô tô. Tổng quân số các đơn vị quân giải phóng thuộc Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên là 65.141 người, trong đó có 44.900 người trực tiếp tham gia chiến đấu, có khoảng hơn 1.000 bộ đội địa phương, du kích và thanh niên sung phong tham chiến. Khối chủ lực có quân số 43.020 người, các đơn vị này được trang bị 47 xe tăng loại T-54 hoặc Type 59, 16 xe thiết giáp Type 63, 88 khẩu pháo lớn từ 105 ly đến 130 ly, hàng trăm khẩu pháo 85 ly và cối 120, 160 ly, 6 bộ khí tài tên lửa chống tăng B-72, 1.561 súng chống tăng B-40, B-41, hàng vạn súng bộ binh RPD, RPK, AK-47, K-63 và CKC, 343 súng phòng không các cỡ, 679 ô tô các loại, các kho dự trữ hậu cần của mặt trận Tây Nguyên, bảo đảm cung cấp cho các đơn vị từ 2 đến 3 tháng trong điều kiện chiến đấu liên tục. Đầu tháng 3 năm 1975, các lực lượng nói trên được bố trí như sau. Cụm Buôn Ma Thuột, Sư đoàn Bộ Binh 316, Trung đoàn Bộ Binh 95B, Trung đoàn Bộ Binh 24 Thiếu Tiểu đoàn, Tiểu đoàn Bộ Binh 4 Trung đoàn 24, Trung đoàn đặc công 198, trung đoàn xe tăng 273 thiếu 1 tiểu đoàn, hai trung đoàn pháo binh 40 thiếu và 675, hai trung đoàn công binh 7 và 575, trung đoàn thông tin 29. Cụm Đức Lập, sư đoàn 10 bộ binh thiếu trung đoàn 24, trung đoàn bộ binh 271, tiểu đoàn đặc công 14, một tiểu đoàn pháo binh thuộc trung đoàn pháo binh 40, hai tiểu đoàn phòng không thuộc trung đoàn phòng không 234 khu vực đường 19 từ Bình Khê đi Plybon, Sư đoàn 2, Trung đoàn 95A. Cụm thuần mẫn đường 14, Sư đoàn Bộ binh 320A binh chủng hợp thành được bổ sung một trung đoàn của F968. Cụm Pleiku, Con Tum, Sư đoàn 968 thiếu và lực lượng vũ trang 2 tỉnh đảm nhiệm. Khu vực đường 21, Trung đoàn Bộ binh 25. Chiến dịch Tây Nguyên tập trung một lực lượng lớn các binh chủng hợp thành, gồm 5 sư đoàn và 4 trung đoàn bộ binh. Một trung đoàn và hai tiểu đoàn đặc công cùng lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn. Chiến dịch huy động một khối lượng lớn vũ khí binh chủng gồm 47 xe tăng và 16 xe thiết giáp K63 của trung đoàn tăng thiết giáp 273, 478 khẩu pháo và cối của năm trung đoàn và hai tiểu đoàn pháo binh độc lập. 35 khẩu pháo mang vác cỡ trên 100 mm và 349 khẩu pháo súng cối trong biên chế của các đơn vị bộ binh. Ngoài ra, để thực hiện thành công kế hoạch nghi binh và tấn công của mình, Quân giải phóng đã huy động được sự hỗ trợ từ những người đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Họ giúp đỡ làm đường, kéo pháo, đặc biệt là phao tin để kế hoạch nghi binh thành công. Phối hợp với hoạt động của quân chủ lực, các đơn vị vũ trang địa phương tỉnh, huyện và dân quân du kích các buôn làng đã tham gia chiến đấu, phục kích tiêu diệt binh lính Việt Nam Cộng hòa trên đường rút chạy. Những vùng Việt Nam Cộng hòa kiểm soát ở Bắc Tây Nguyên đã nổ ra gần 200 cuộc biểu tình thu hút hàng vạn người tham gia đấu tranh binh vận là một mũi giáp công quan trọng. Ở vùng dân tộc thiểu số, binh vận không chỉ đánh vào quân lục Việt Nam Cộng Hòa, mà còn góp phần làm tan rã hệ thống chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.